Xin chào tất cả các bé yêu, cảm ơn các bạn đã yêu thích video lần trước của cô Vân. Tiếp nối chuỗi video đồng hành ở nhà cùng bé yêu của trường mầm non Đông Sim Kindergarten ngày hôm nay, cô Vân quyết định sẽ vẽ tặng cho các bạn một bức tranh mùa xuân. Và ngay bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô thực hiện bức tranh này nhé. Cô Vân sẽ dùng màu nâu để làm thân cây nhé. Và tiếp đến tán cây thì cô Vân sẽ sử dụng màu tăm bông, trộn lẫn một chút màu đen này và màu xanh để làm những tán cây nhé. Trong tán cây của cô thì có những tán lá cây màu xanh đậm này và những lá cây có thể màu nhạt hơn nhé. Sau đấy cô Vân sẽ trộn một chút màu xanh lá để cho tán cây cô thật là nhiều màu. Bây giờ thì cô sẽ làm một thật là nhiều cây cỏ về dưới nhé. Chút màu vàng nhé. Nếu bạn nào yêu thích có thể đo cái hoa của mình màu xanh đậm như thế này. Bông mặt trời tỏa nắng. Phía dưới này thì cô Vân có thể thêm một chút lá cây đơn giản nhé. Cô Vân cũng tưởng tượng một người chú chim đang bay ở trên trời nhé. Các bạn ơi, cô đã vẽ xong bức tranh của mình rồi đấy. Các bạn thấy bức tranh của cô có đẹp không? Ở nhà chúng mình cũng có thể vẽ những bức tranh như thế này để tặng cho ông bà và bố mẹ của chúng mình nhé.